chế độ dinh dưỡng giúp anh em đạt cơ bắp lean. Để có cơ lean thì phải nghiêm khắc hơn với bản thân ở cả chế độ ăn uống. Như lần trước tôi đã đề cập đến lean và băng thì hôm nay tôi sẽ đi sâu hơn vào cách để anh em có cơ bắp lean. Để có cơ lean thì phải nghiêm khắc hơn với bản thân ở cả chế độ tập và ăn uống. Đây là chế độ ăn uống anh em cần đảm bảo. Bài tiếp theo sẽ đến lịch tập cho anh em nhé. Bữa ăn giàu protein. Hàng ngày anh em phải nạp ít nhất 2 giờ protein trên 1kg cân nặng để đảm bảo không mất cơ. Đã theo chế độ ăn giảm calo mà còn ít protein nữa thì anh em sẽ đốt cơ chứ không phải đốt mỡ đâu nhé. Nạp nhiều protein sẽ giúp anh em bảo toàn cơ bắp trong suốt quá trình ăn kiêng này. Anh em nên chọn các loại thực phẩm sau khi muốn bổ sung protein: trứng, thịt gà, thịt đỏ phần nạc và whey. Cắt giảm mạnh cáp. Khi lượng cáp nạp giảm, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ mỡ, vì vậy muốn lean thì phải cắt mạnh tay cáp 50%. Lưu ý là cắt giảm chứ không bỏ hẳn và chỉ nên giảm cáp trong 4 ngày trên tuần. Cách đơn giản nhất là anh em chỉ ăn phân nửa cáp trong bữa ăn hàng ngày. Ví dụ như thay vì ăn 2 chén cơm trên buổi thì giảm lại còn 1 chén. Chế độ ăn low carb trong thời gian dài sẽ hạ leptin và làm chậm quá trình trao đổi chất, nên tốt nhất chỉ nên áp dụng trong 4 ngày. Khi quay lại khẩu phần ăn đầy đủ carb sẽ nâng leptin và trao đổi chất lên cao, nên tăng khả năng đốt mỡ. Hơn nữa, cơ thể sẽ dự trữ carb chứa dạng glycogen của cơ bắp, giúp cho anh em tập luyện tốt hơn. Glycogen không những tăng sức mạnh cho anh em mà còn kích thích sản sinh hormone đồng hóa, giúp cơ thể bảo toàn cơ bắp tốt hơn. Ngoài ra, glycogen còn hút nước vào cơ bắp nên sẽ giúp cơ trông to hơn. Uống nhiều nước. Uống ít nhất 1 gallon, 3.7 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể không thiếu nước và khỏe mạnh. Tuyệt đối hạn chế các loại nước ngọt, rượu bia để đạt hiệu quả cao nhất. Cáp đóng vai trò khá quan trọng trong chế độ ăn này, nên anh em nên chọn lựa loại cáp cho phù hợp nhé. Nếu ông nào còn mù mờ về cáp thì đọc nên tìm hiểu thêm trong mục liên quan nhé.